tổng diện tích 4 hectare. Phun cà. Đây, phun cà nhá anh chị nhá. Phun cà, sen điều và có trồng cà tiêu. 4 hectare. Hoàn toàn là cây trồng nguồn thu mạnh, thuần nông nghiệp. Đấy, bây giờ chị anh trọng sẽ chỉ cho anh chị xem nhá. Đấy, bắt đầu xuất phát từ mép điều đó. Vòng lên. Anh chị ha, vòng lên này. Vòng lên cái điều lớn đó. Đó, vòng lên. Đó, vòng lên đó, vòng lên đó. Đây là cây xanh. Đây, cây xanh đó còn lật qua cây xanh đó còn một xíu nữa nha. Là tổng diện tích nó tận 4 hectare mà, 40.000 mét vuông. Đó, 4 hectare. Đó, phun cà với điều như vậy. Trên đó có cà này, cà lệ này không? Là cà này. Điều này. À, cà cà phê này. Đó anh chị ha. Ống thì có sẵn ở đây. Nước thì bên dưới là có cái khe suối và có thể tưới bằng khe suối hay là tưới bằng cái giếng khoan cũng đều được hết. Đó. Cà phê anh chị ha. Cà phê này. Nguồn thu khá tốt. Tổng diện tích 4 hectare. Chủ nhà đang mong muốn bán nên bán giá rất là rẻ luôn, cực kỳ rẻ luôn. Đó. Phun thuần nông nghiệp như này. Phun sổ nhá anh chị, sổ đầy đủ là 4 hectare, hơn 4 hectare một xíu. Đó, chủ nhà đang mong muốn bán. Đây thì họ chỉ bán là có 50 triệu một sào thôi. Tương đương 4 hectare này thì bán có khoảng 2 tỷ thôi. Đó. Nhưng mà giá này anh chị thì còn thương lượng với chủ nhá. Đó. Rất là rộng, rất là đẹp. Ngày xưa họ cũng ở đây. Đó. Đó. Mong muốn anh chị ha. Giá cả này. Đó. Cà phê này. Đó. Thực tế anh chị ha. Bằng nhá, anh chị nhá. Đây nó cũng không phải dốc đâu. Nó thoải nhẹ thôi. Đó. Cái nguồn cà phê này. Nguồn thu khá tốt nha anh chị nhá. Đó. Một lỗ đất đẹp như vậy. Giá cũng sai rất là rẻ. Ô tô thì vào vô tận nơi. Bán tải vô tận nơi. Đó. Xe càng, xe máy, ô tô. Đó. Một lỗ đất đẹp như vậy. Anh chị quan tâm thì họ gọi cho Trọng nhé. Để biết thông tin chi tiết nha. Lô đất này thì hiện tại ở tại Nam Đà. Xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Nó thuộc thôn Nam Hải. Đó. Một lô đất đẹp. Rồi. Anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Trọng hoặc inbox để biết thông tin chi tiết cũng như lấy sổ sách của nó hoặc là vị trí đất để tham khảo. Nếu anh chị quan tâm nữa thì có thể liên hệ với Trọng ngay để mình chốt nha.